MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Thì hôm nay phải nói là một cái ngày đặc biệt, là ngày 2 tháng 5 ha. Hết lễ rồi, nhưng mà đặc biệt ở chỗ là bà con cô bác phải nói đến viếng cậu Năm rất là đông luôn. Các cô, các chú phải nói là ngồi hết ghế luôn. Rồi bà con cô bác đứng viếng mộ rồi chụp hình. Đó, như các cô chú các anh chị thấy thì chị gái kia kìa. Đó, đang phải nói là lao rất là nâng niu cái tấm hình của cậu luôn. Phải nói là rất là đặc biệt ha. Một ngày phải nói là đông đảo bà con đến viếng mộ của cậu, quá là tuyệt vời luôn. Thì theo dự đoán của 15m Bình Dương thì sáng nay là mộ của cậu Năm sẽ không có đông đâu, nghĩ là hết lễ rồi. Nhưng mà thật bất ngờ là sáng nay mà vừa xuống xe thì nhìn vào mộ của cậu thì phải nói là đông ngợp bà con cô bác đến viếng, phải nói là thật là kỳ diệu luôn ha. Phải nói là rất là tuyệt vời, ai đến cũng muốn chụp hình, cũng muốn là đem về những cái tấm hình làm kỷ niệm ha. Như bà con cô bác thấy thì ở đây những cái mâm được để lên những cái chiếc ghế ha, bây giờ thì gần như là không còn chỗ để nữa rồi. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì có cả là thịt nướng nữa ha. Trời ơi, quá trời tuyệt vời luôn. Rồi bia được rót ra ha, bia thì có bỏ đá nữa. Phải nói là bà con rất là chi tiết, chu đáo, tuyệt vời. Những cái cây nhang được những bà con cô bác mua từ Sài Gòn đem qua đây ha. Này là thịt nướng. Thịt nướng của ai ta? Thịt nướng chắc là của bà con ở Tây Ninh. Chị, thịt nướng của bên mình đem qua đúng không chị? Tuyệt vời quá ha. Rồi phải nói là cậu Năm được uống bia, bữa nay có đá đó nha. Phải nói là tuyệt vời. Chị gái ở Singapore ha. Tuyệt vời. Ủa, chị ở Singapore hả chị? Wow, giờ mới biết hả? Mới biết luôn. Chị ở Singapore bay thẳng về đây hả là sao? Chị mới về hôm qua. Bay hôm qua, vừa sáng nay chị xuống đây thì tiếng cậu Năm. Chị được mấy bé chị? Hai bé ha, nãy như có bé trai ha. Bé gái không hả? Bé trai ở nhà. Chị định cư ở Singapore luôn hả chị? Đi về. Chị có hay theo dõi cậu Năm không? Có hay theo dõi chị, ở bên Singapore có xem được cái lương gì không ta? Cũng xem được, xem trên YouTube đúng không chị? Bình thường, tuyệt vời ha. Dạ. Ở bên đó mình kinh doanh ha, sao chị? Chị chắc nói tiếng, mà nói tiếng Anh hay nói tiếng Hoa chị? Chị nói được hai thứ tiếng luôn. Vậy là ba ngôn ngữ luôn. Wow, tuyệt vời. Bé con chào chú một câu tiếng tiếng Anh đi. Hello. Nó thấy chưa? Hello con. Chú là chú nói tiếng Anh dở lắm, con biết nói tiếng Hoa không? Biết nó. Wow, chào một câu tiếng Hoa đó đi. Wow, nỉ hào. Chắc là chú phải con học hỏi thôi. Tuyệt vời quá. Con nói được tiếng Việt chắc là cũng giỏi lắm ha. Wow, vậy là nói nghiệp của mẹ ha. Mẹ nói được ba ngôn ngữ thì con cũng nói được ba ngôn ngữ đúng không? Để tôi hỏi câu này, bé trả lời hay lắm nè. Con cho chú hỏi nè, con bây giờ con nói giùm chú là hãy đăng ký kênh của anh Tài đi. Nó bự bự lên rồi. Nói tiếng Anh nè. Nói tiếng Hoa đi. Ông cứ lại làm làm khó bé hà. Rồi, xe like hả? Chú Tài. Rồi. Xe like bằng chú Tài. Nè, dạ, con nói gì dễ hơn nè. Dạ, con nói gì nè. Xin chào chú 15m Bình Dương. Đó, con nói vậy nó sẽ dễ hơn. Hello 15m Bình Dương. Đó, sẽ dễ nói hơn đúng không? Nói gì chú Tài khó nói muốn chết luôn. Bé con mấy tuổi bé? Con 8 tuổi. Người ta mới có 8 tuổi mà bắt người ta nói tiếng Anh gì mà đăng ký kênh tùm lum hết. Ai mà biết. Chị có gặp cậu Năm ở ngoài là lần nào chứ chị? Gặp trên casino. Nhưng mà phải cậu Năm không? Cậu đi hát hay sao? Đi du lịch ha. Cậu đi du lịch. Ở bên nào chị ca? Ở đâu chị? Campuchia ha. Có nghĩa là cậu đi du lịch. Đi cùng gia đình ha là sao chị? Cũng đông lắm, chắc đi cùng với gia đình ha. Dạ, rồi chị lúc đó chị có chào hỏi không? Thấy thì cũng có
À, xin chụp hình rồi ha, là rất là tuyệt vời. Dạ, vậy là chỉ có lần đó thôi hả chị? À, tới giờ đó, luôn. Lúc đó chị gặp cậu Năm thì chị thấy cậu Năm có phong độ, có đẹp trai hay có gì không chị? Có gì không chứ? Đẹp trai giống tấm này không chị? Đẹp hơn. Hồi nãy lúc là lớn tuổi hơn à ha. Nhưng mà vẫn đẹp trai, vẫn phong độ chị đúng không? Dạ, dạ. Hồi nãy thì cũng vẫn sói ca mà đúng không? Nói là khi mà hồi lúc mà cậu Năm Vũ Linh nó còn trẻ, được nắm tay của cậu Năm với cái tay mềm như gái vậy. Đúng không chị? Đúng không? Chị có nắm tay chưa? Chưa. Nhưng mà nhìn thấy hả? Hỏi câu khó nữa. Quá khó, hỏi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cậu Năm là nghệ sĩ mà ý là thì được chăm chút là ý là nhìn thấy da mềm mại rồi đó. Anh Tài này hỏi khó quá anh Tài ơi. Không, nhưng mà khi mình đến đây là mình thấy mẫu của cô Năm như vậy là tuyệt vời ha chị. Dạ đúng rồi, nào giờ mình chưa có thấy ngọc mộ như vậy đúng không? Phải nói là một cái thần tượng chân chính ha, được tất cả bà con ai cũng yêu mến hết trơn á, không phải chỉ là miền Nam, miền Tây mình đâu, mà còn miền Bắc, nước ngoài nữa. Như chị ở nước ngoài chị vẫn rất là thích cậu thôi, đúng không? Phải nói rất là tuyệt vời. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ, nè, chú chúc con nha. Thứ nhất á, là chăm ngoan học giỏi ha, vâng lời ông bà cha mẹ nha con. Rồi, dễ thương quá. Tuyệt vời quá. Mà chú chưa biết tên của con nha. Kim Cương. Con tên là Kim Cương. Wow, một cái gọi là một cái loại đá quý mắc tiền lắm đó nha. Mong rằng sau này con sẽ có nhiều kim cương. Ok con nha. Tuyệt vời, bé dễ thương quá. Rồi, hơi cảm ơn chị với gia đình cũng như đoàn của mình rất là nhiều ha. Bây giờ mình về Tây Ninh ha. Dạ. Dạ, tuyệt vời quá. Chị nãy mà thấy chị xúc động nhiều nhất luôn á. Lúc nào cũng ảnh nó nằm ở trong cái tim. Dạ, ơi chị, hồi nãy em nghe mọi người nói là chị nằm mơ, chị với chị một người chị nữa đúng không? Hai người đều nằm mơ hết hả chị? Wow. Ảnh nó lúc nào cũng nằm ở trong cái tim. Trong trái tim của chị. Hồi nào cũng nằm nhớ tưởng thấy kỳ cục. Dạ. Nhớ tưởng thấy. Vậy là phải là phải nói là chị là quá là nghe cải lương hay nhạc với ổng là nghe vậy mà cũng nhịn. Nghe suốt luôn hả chị? Nhiều khi sáng ra đi chợ về rồi cái ngầu lật rau mà cũng để cái máy cái bên. Dạ. Trời ơi. Quá thần, chị quá thần tượng rồi. Dạ. Mình cũng biết mình. Nhưng mà nhà ai cũng thần tượng nhưng mà em thấy chị là thần tượng nhất luôn đó đúng không? Dạ. Ở còn trẻ mà mỗi lần mà cải lương nào mà có ổng á. Dạ. Tại ông xã em chồng nhỏ bởi vì thấy mình cứ dạ dạ yêu thương quá đó. Dạ em chồng nhỏ em cả chồng nhỏ. Dạ chị, ở bên đó không biết là ông xã chắc còn cũng thần cũng đam mê cậu Năm Vũ Linh ha, cũng ái mộ đúng không chị? Ái mộ. Dạ chị làm dạ. Nói chung á là cả gia đình đều ái mộ cậu Năm Vũ Linh, khi mà mất thì chắc là chị cũng đau buồn lắm ha. Khóc nghe Ngọc Quyền với tụi Mỹ đồ tao đang xỉu lên cho xuống mà đây khóc tức tử luôn trơn á, tức tử luôn. Khóc gì mà mình không kìm mà cũng vậy ha, tức tử vậy á. Vậy là phải nói là cái cảm xúc mà dành cho cậu phải nói là thì đồng nghiệp đó quá lớn ca rồi. Hát với nhau rồi dạ. Mắc vậy rồi mắc một người vậy là buồn đi lắm. Dạ. Chị cũng ca hát luôn hả chị? Không có gì, ngâm thơ Mỹ Ngọc Quyền. Mình thấy xúc động quá đúng không? Vậy đó, được khóc rồi cái mình khóc heo đúng không? Mình khóc heo. Mình tức tưởi heo luôn. Dạ, phải nói là chị rất là đồng cảm ha. Tuyệt vời. Thấy xỉu quý thương quá. Dạ. Giờ về mới buồn quá nè. Nãy giờ đến đây là coi như ấm lòng rồi đúng không? Nhưng mà giờ về mới buồn nè. Nhưng mà lúc mà chưa đi thì trong lòng có còn cào rạo rực kia không chị? Chắc là dữ lắm đúng không? Đi dọc đường tao đã cãi riết luôn á. Hèn gì, hồi nãy em nghe chị Việt Kiều Singapore chị nói là đi nấu riết mà quên ăn luôn đúng không? Rồi cái mấy đứa em nó bụng mẫn không nhắc bị dạ, không quên không nhắc vô đây đói luôn. Mà khát nước không? Giờ em lấy nước chưa uống? Có vợ nước ha. Trời ơi, tuyệt vời quá. Fan cứng từ Tây Ninh. Fan cứng quá rồi. Fan cứng từ Tây Ninh là đang chia sẻ những cái tình cảm. Là... Chị, nhà mình là Ngũ Long Công Chúa, không biết là cái tên có hay không? Chị cho tụi em biết được không? Năm người đúng không? Năm người con gái đúng không?
6 người là có trai nữa không chị? Có hai là gái không? 9 anh em được. À, 9 anh em luôn. Wow, tuyệt vời quá. Mà tên như thế nào chị? Thôi à, có thể chia sẻ được không? Giấu ha. Dạ, không sao. Chỉ biết. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ, gia đình mình đông vui ha. Chỉ biết Tây Ninh Trắng Bàng là được rồi. Dạ, Tây Ninh Trắng Bàng mà ai cũng yêu mến như vậy là phải nói là rất là tuyệt vời rồi ha. Dạ. Cùng từ Tây Ninh xuống chia sẻ những cái tình cảm dành cho anh Phủ Linh. Dạ. Hello. Rồi thôi, tụi em cảm ơn rất là nhiều ha. Ở đâu phải biết cũng chạy theo coi, chưa có thấy ngoài đời, chỉ thấy màn hình. Vậy là chị chưa có thấy ngoài đời luôn? Chưa, chỉ là coi truyền hình vậy đó. Dạ. Mà đam mê vậy rồi. Cái giọng bóng hát vậy đó mà nhiễm. Coi tivi mà đã đam mê vậy rồi mà ở ngoài nữa thì. Ở ngoài chắc là ở cái nước cắn không luôn. Trời, cắn rồi cái. Cắn cho sức gục luôn. Yếu mềm đến mức độ như vậy. Dạ. Nhiều khi càng xong rồi ông sợ hiếp dâm ông nó chết luôn. Dạ. Dạ, thôi cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nha. Chúc cho gia đình mình là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt nha chị. Dạ. Dạ, rất là tuyệt vời ha. Thì video này đến đây là kết thúc ha, cũng khá là dài rồi. Thì cho phép 15m Bình Dương xin chào tạm biệt tất cả quý bà con, cô chú, quý anh chị ha. Chúc cho toàn thể quý cô chú, anh chị là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Nếu mà thấy kênh hay, hữu ích thì hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.